mụn bọc này. Cộng em bị nhiều mụn bọc lắm. Bây giờ vẫn có này. Vâng, mụn bọc cộng thêm cả mụn đầu đen nữa. Đúng. Nghe bên này xem nào. Mụn thì nhiều lắm. Da em là da dầu, lỗ chân lông giãn, có cả sẹo rồi. Cái này em bị nhiều lần rồi, sau đó nó đỡ, nó lại bị. Vâng đúng rồi, anh đúng rồi. Nó tự đàn hồi lại xong nó lại bị. Nó lại bị. Đấy là do bởi vì em không có cái gọi kiến thức em chăm sóc da, không có sản phẩm. Vâng đúng rồi. Cái này phải điều trị cho nó về bình thường này em ạ. Thứ nhất là mình phải làm sạch để nó lên mụn ẩn này, thứ hai là xử lý cái nhân bằng laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em, cố gắng là một tháng thì nó phải khỏi được khoảng 80 đến khoảng 90%. Vâng, một tháng ạ. Tại vì em cũng bận đi làm lắm, đâm ra là thì cũng phải cố gắng đi, làm sao một tuần gặp anh cũng một lần thôi mà. Về nhà phải hạn chế cây nóng dầu mỡ. Em ăn cây nhiều. Hạn chế đi. Cũng sao là không được sờ ra lên mà không cây nặng. À vâng. Nhá. Vâng. Cây nóng thì em hạn chế hơn một chút xíu chứ không phải là không được ăn nha em nhá. Là cái gì nữa? Mụn thì bây giờ 10 phần thì đỡ được khoảng bao nhiêu phần rồi? Em thấy này là đỡ phải tầm 80-90%. Ồ, quả là tuyệt vời rồi. Vâng ạ. Sau này có cái sẹo để xử lý đi nhá. Vâng. Sẹo này nhiều này. Da hình như cũng trắng lên hay sao ấy, đúng không? Vâng, đợt này công việc ổn định hơn thì ngồi là ngồi phòng anh ạ. Ngồi phòng, hết mụn đẹp dai ngay, có gì đâu. Vâng ạ. Mất cái đó này nó được cái kia, chứ không phải lo, không may mất thì thôi, chú tiếc là cái gì, mà tiếc mất 2 tuần liền, tiếc gì ghê vậy. Xong rồi không nói em phải cấp lại số, em phải mượn máy em cấp lại số sim mới ấy. Khổ thân chú, ok. Hài lòng không? Có ạ. Quá đẹp, cái này thì anh chỉ chỉnh cho em cái đơn là ok thôi nhé. Vâng ạ. Mà sao em biết phòng khám mà em đến khám hồi xưa? Hồi xưa là chị em có đưa em nó đến một lần rồi. Đưa thằng em đến một lần rồi. Người quen. Vâng. Okay, thế là cả nhà thì chị, nhà anh là gì nữa. Vâng, đúng rồi ạ. Ba okay, người. Ok em.